Hello, xin chào mọi người. Lại là mình đây. Và hôm nay mình lên phố để thử thách ghép đôi siêu thần tốc chỉ có 3 phút nhá. Để xem hôm nay có bạn nào ghép thành đôi nhá. Đi cùng mình nhá. Có ai muốn ghép đôi không ạ? Có ai muốn ghép đôi không ạ? Trời ơi, muốn ghép đôi không? Hỏi thôi mà, làm gì mà sợ thế? Em ạ. Ui, em ạ. Em ạ. Trời ơi, chân trắng như đó. Tốt luôn, chẳng chẳng thế. Nào, nào. Ui, mặt gái dễ nhở. Xinh thế. Có ai đấy bảo xinh thế này. Đây, được rồi nhá, bây giờ nhá. Em giới thiệu bản thân mình đi, em tên gì nhá? Em tên Hiền ạ. Hiền sinh năm bao nhiêu? Em 2000 ạ. Wow. 2000 à, thế có người yêu. À, chưa có người yêu thì mới không kết đâu chứ đúng không? Thế chị tay người yêu lâu chưa? Em thì lâu rồi không yêu ai ạ. Thế giới thiệu một ít về bản thân mình xem nào. Tự giới thiệu. Em là người Bắc Ninh ạ. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh ạ. Đây là của bạn nhá. Làm cái gì? Em làm trang điểm ạ. Trang điểm. Makeup à? Nhìn vào sao lồng lộn này ấy. Đúng là makeup gác nhờ. Thế nào make cho chị tí, cho xinh có người yêu. Xinh mà. Thật thế không? Sướng lên, sướng hết cả lòng. Thôi bây giờ nhá, tập trung vào vấn đề chính, gu của em như nào? Gu của em chắc là mẫu con trai trưởng thành một tí ạ. Bởi vì em cũng hơi lớn so với tuổi của em. Chào cậu. Em bao nhiêu tuổi? 42. Hơi lớn so với tuổi. Cần một bạn trưởng thành. Ngoài trưởng thành ra thì có yêu cầu về vóc dáng như nào hay là cái gì không? Em không yêu cầu cao về vóc dáng ạ. Và em quan trọng về tính tình hơn ạ. Tính tình hơn à? Ui. Được vãi hồn em ơi. Đúng là người trưởng thành, các nói câu nào đúng câu đấy. Bây giờ như này nhá. À bây giờ như này, chị sẽ dẫn em đi một vòng ở đây xem có bạn nào mà trưởng thành mà có thể ghép đôi được với em nhá. Nhưng mà đây này, chị phải nói trước là cái thử thách này sẽ là thử thách mà ghép đôi trong 3 phút. Em hiểu không? Có nghĩa là trong 3 phút đấy em có thể nói chuyện với bạn ý này, xong rồi trao đổi với nhau về sở thích này, các thứ, tên tuổi các thứ nhá. Sau đấy em chỉ cần là nếu mà em có cảm tình bạn ý từ lần gặp đầu tiên thì em sẽ quay lại với bạn ý. Còn nếu mà em không có cảm tình thì em có thể cũng quay lại. Nhưng mà ở đây chưa phải là thành đôi luôn nhá. Em có thể là cái mối quan hệ đấy em có thể làm bạn bè trước đã, sau đấy yêu cũng được, không sao nhá. Ok, xinh gái này thiếu gì người yêu đúng không? Đây luôn. Dẫn từ đầu nhá. Có ai muốn có người yêu không ạ? À? Có bạn nam nào muốn có người không? Bạn có nhiều chưa? Em có rồi. Có lâu rồi thế thôi. Em nói lại. Ghép con gái được không? Được bạn. Con gái nhưng bạn ấy lại yêu cầu con trai cơ. Thôi để nó xong nhá. Xinh quá. Tim đi. Bạn tim. Để xem có hợp con trai không nhá. À thế có nghĩa là không hợp. Ý là em sẽ thử với con trai. Nếu mà cảm giác không hợp thì chắc là em không có duyên với con trai. À thế à? Ừ thì có duyên với chị này. Có ai muốn ghép đôi với bạn này không ạ? À? Xinh gái như này. Các anh này cứ xa lánh thế. Ghép đôi không? Bây giờ mình sẽ đi hỏi từng người một nhá về sở thích nhá. Các bạn gái này thì thôi không cần rồi, tránh xa rồi. Cho thôi, có vợ thôi. Xinh gái quá nhờ. Bên này có ai muốn ghép đôi không? Ai muốn ghép đôi không? Không ạ. Không thôi. Bạn này quay có muốn ghép đôi không? No, God, please, no, no. Em có người yêu rồi à? Đó, thấy không? Em có thấy là kiểu mọi người kiểu có nhu cầu muốn ghép với gái ấy. Ý là đấy là mọi người nhận thấy là kiểu như là đàn ông không mang lại hạnh phúc cho mình. Đúng rồi. Thì mới tìm đến nhau. Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau thôi. Quá chuẩn luôn. Thôi đi ghép tiếp, đi tìm đàn ông tiếp. Sao tự nhiên lại thấy rúng hết vào này nhờ? Đằng này có ai muốn ghép đôi không? Đi với người yêu này rồi. Chết. Thì cứ phải tìm từ từ em. Không sao. Tổng lại này quay. Anh ơi, anh thấy bạn này như nào? Anh có vợ rồi. Em biết rồi nhưng mà nhìn thôi. Nhìn bạn thì cũng được nhưng mà không bằng vợ anh đâu. Nó ở cái tầm chất. Không bằng vợ anh luôn. Cảm ơn anh. Có ai muốn ghép đôi không? Sao đấy? Bạn em vấn đề ạ. Đây. Nhưng mà đấy nó xa lánh luôn rồi, này làm sao mà ghép đôi được? Ghép đôi không? Thôi, ngại không? Ngại á? Thế có thích bạn này không? Thôi, chị này nhìn lớn lắm. Chị này lớn lắm. Hỏi đánh chết cha bây giờ. Lớn lắm, người ta có 2000 thôi. Thôi thì là hơn tuổi rồi. Hơn tuổi à? Thế em bao nhiêu? 202. 202 à? Lần sau. Ok, lần sau. Ok, gọi luôn. Gọi luôn. Anh nào. Đây, xa. Ê, bạn đeo kính ơi. Sao đấy? Sao lại cứ chắn chân gì tầm nhìn thế? Ai đâu không chị?
Đó là em. Em phi công không bỏ lái được không chị? Em bao nhiêu tuổi? Em 2K4 chị ơi. Ngoại đài. 2K4. 2K4 được không em? 2K4 chắc là không lái được em đâu ạ. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Nhưng mà thấy bạn này có xinh không? Quanh quanh thì như hơn 10 điểm chị ạ. Hơn 10 điểm á? Hơn 10 điểm. 10 điểm là cao rồi, nên bây giờ hơn 10 điểm thì nó lại là 1 rồi đấy anh. Thế em chốt 10 điểm. 10 điểm luôn. Nhưng mà bông hoa đó không thuộc về em rồi. Buồn, xấu không? Hello, bạn có yêu chưa? Em chưa. Chưa à? Thì có muốn ghép đôi không? Dạ. Em không ạ. Không à? Thế nhìn bạn nữ như này mà không muốn ghép đôi á làm sao? Em chưa có nhu cầu. Thế có xinh không? Nhìn có xinh không? Đánh giá một cách khách quan. 9 trên 10. 9 trên 10 à? Đấy, bao nhiêu người khen xinh nhưng mà không có người yêu. Bực ghê. Giả dối à? Những lời nói giả dối thôi. Anh ghép đôi à anh? Không, đây. Đây thì phải để bạn đi nói chứ lại để không... Em biết gì đâu ạ. Không biết gì à? Em biết gì đâu. Đấy, thế rồi đi một vòng rồi, bạn nào cũng chấm 9 trên 10, 10 trên 10 nhưng mà vẫn không có người yêu ạ. Không có ai tình nguyện à? Cái nhóm này có ai không? À vẫn là chú à, chào chú nhá. Hello chú. Chú hôm nay chú lại có thích bạn này không chú? À chú có thích bạn này không chú? Hôm trước cũng có cô này chú muốn vào thôi. Có ạ. Vào đi chú. Đây là một chú mà thật ra là lần nào mình cũng thấy là rất ủng hộ bên mình mọi người ạ. Thế nhưng mà chú cứ kiểu thích các cháu xinh thôi nhưng mà không muốn ghét thôi. Chơi vậy thôi, chơi vậy thôi. Ơ thế không có ai thật à? Ơ à, đi một vòng không có ai luôn này. Dối nhở. Chết, các bạn làm sao ấy nhở. Bây giờ mình tìm thử một bạn, bất kỳ một bạn gái nào nhá. Xem cái phản ứng của các bạn như nào mà tại sao lại không có bạn nam nào vào theo đuổi nhá. Đi. Có ai muốn ghép đôi không? Kiểu gì? Sao lại các thanh niên này làm sao ấy nhở? Ghép không? Em không. Thế nhưng bạn nữ như nào mà không ghép? Em có người yêu rồi. À em có người yêu rồi à? Nhưng mà em đánh giá bạn nữ như này. Đây mặt hàng như này, quay ra đi em. Đấy. Xinh không? Xinh không? Em nói lại nào. Bạn nữ rất là xinh gái ạ. Xinh gái mà không có người yêu này. Em có người yêu rồi. Thôi. Xấu thực sự. Ô hay nhở, nay các bạn điểm sao ấy nhở. Bây giờ phải trưởng thành. Em ơi, đôi khi mà em gặp một người em phải loại bỏ cái gu của em đi em ạ. Vâng. Được không? Em bảo kiểu trưởng thành các bạn ấy sợ các bạn không dám vào vì không ai nhận trưởng thành hết. Phía xa xa kìa bạn. Giơ tay mà đi luôn. Không hiểu kiểu gì. Bạn nào? Thế bạn nữ như nào? Sinh nhưng mà hơn tuổi so với em. Em bao nhiêu tuổi? Em à, em 202. Bỏ khẩu trang ra nói chuyện tiếp. Bọn em... Không sao đâu, chứ không nhìn thấy đâu. Sao đâu? 202 à? Thế có muốn ghép không? Muốn em một lái chị không? Chị này chứ không phải chị. Em biết rồi. Em xem chị suốt mà. Thế không thích à? Không thích à? Hay là... Chị đâu có báo đi 202 đâu. Chị 2000 à? Về tân... Chị bà thử xem như nào. Không lại ra, sao đâu? Đúng rồi đấy. Bạn nào đấy? Không thử làm sao biết được đúng không? Thế bạn vào thử đi. Căng nhở. Cái đây chị ơi. Đâu? Cái thằng ở đây, ra đây xem nào. Đây. Em nói đi. Em còn bé có được không? Mày đi vào hôm trước rồi. Đúng không? Thằng này, nó ghép hôm trước rồi mọi người ạ. Nhiều quá em có quá nhiều sự lựa chọn rồi em ạ. Hôm nay tạm dừng nhá. Thôi nghỉ vào luôn đi chị ơi, đấy. Ghép luôn. Thôi hôm trước nó ghép rồi. Đấy, chưa ghép giờ ghép. Thì mày vào đi. Thôi không. Vào. Em có vợ rồi. Em có vợ. Thì thôi. Thôi. Khổ thân cơ. Em có biết được. Con trai con. Vào luôn đi. Trời ơi. Cuối cùng có một chàng trai dám xuất hiện tại đây. Thể lệ của chương trình nó chính là gần đấy.
Đấy là chương trình đó chính là cho các bạn 3 phút để các bạn có thể nói chuyện tìm hiểu. Không thích thì có thể quay đi, không phải gì phải ngại, biết chưa? Nha. Bây giờ cho 3 phút luôn nói chuyện tìm hiểu. Sau đấy là nếu các bạn thích nhau thì các bạn quay mặt lại với nhau sau. Còn nếu mà các bạn không thích nhau thì các bạn cũng có thể là không quay mặt lại. Em vẫn có thể tìm được mối khác ngon hơn. Nha em. Bỏ cái kẹo cao su đi nói chuyện tiếp. Ngài à, thôi nha, 3 phút nhá. Cho nói chuyện luôn này. Ủa các mày nhìn cái gì? Tôi không biết nói gì. Chị có cái câu gì thì hỏi bình thường thôi, bạn bè bình thường sao đâu nhỉ? Chị tên gì? Tớ tên Hiền ạ. Bạn sinh năm bao nhiêu? 2000. Bạn là học ở đây à, hay nhà ở trên này? Tớ là đi chơi. Tớ là người Bắc Ninh ạ. Hiện đang sống và làm việc ở Bắc Ninh. Hỏi gì bạn đi đi. Bạn tên gì ạ? Tên Huy. Huy sinh năm bao nhiêu ạ? 2001. Không, xưng bạn tớ cũng được, chị em già lắm chị. Chị em già lắm ạ. À? Ừ, em cũng thế, em trẻ mà, anh trẻ. Bạn là người ở đâu ạ? Mình là quê ở Phú Thọ nhưng mà mình đang làm việc ở trên này. Bạn học hay là bạn làm việc ở đây ạ? Mình làm ở trên này. Hai đứa ngồi làm việc là hơn. Có cái gì nói chuyện nhau cho nó tình cảm mặt nồng hơn tí nào? Nhạt quá. Tớ hỏi, sở thích các thứ. Bạn thấy tớ như nào? Đây, hơi lệch ra đây một tí đấy, đúng rồi. Là bạn thấy tớ như nào? Tớ này nhá. Như nào? Xinh ý. Chỉ có một từ diễn tả là xinh thôi. Trên thang điểm 10 thì chấm cho bạn ấy bao nhiêu điểm? 9 trên 10. 9 trên 10 đấy không? Thế có phải gu bạn gái của bạn không? Nhanh. Có. Đéo thể tin được thề với các bạn. Đây không phải là sao không lên? Có tại sao tớ tìm thấy rồi không lên? Ngại. Mình đang ngại. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện đấy mày nhìn kìa. Chứ phải tôi đấm cho mày nhạt. Thế nói làm sao được cơ? Rồi có gì hỏi tiếp đi nào. Để cho bạn đấy hỏi đi chị ạ. Ừ, thính một câu xem nào. Không biết thật tình đâu. Thế bình thường mày đăng các tút lên trên Facebook thì là như nào? Có vào đâu? Nhớ đại loại một câu đi. Cho nó vui tí nào kìa, cười. Thật em không nghĩ ra được cái gì. Thế em thử thính mặn một câu để cho bạn ấy có cái tinh thần nào. Con gái nhiều bạn lắm. Sao? Em không... Em đang nghĩ xem thả thính câu gì mà... Có thể để cho bạn ấy đổ. Trời ơi, ghê chưa? Nhưng mà em biết hát không? Hát một câu gì tình yêu đi. Chị thấy ai đấy? Không thì gì phải ngại. Nào nhanh lên, có 3 phút chương trình mà nó câu ra bao nhiêu giờ vậy? Em hát đi. Em hát đi. Tớ hát nhé. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tìm muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5, anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói thích. Ôi, chị đang định bảo là cái từ này ấy, tưởng là em dừng ở từ yêu ấy, thì chị đang định bảo là đã nói yêu lúc nào đâu, phải lỡ buông lời yêu anh đi chứ này. Thích rồi đúng không? Thích không? Thích à? Em như nào? Bạn ấy hát tỏ tình như thế mà cứ không phản hồi là cái gì à? Bạn hát hay không? Hay thì em cũng phải đáp lại một cái gì đi chứ, để con người ta hát từ nãy giờ chủ động rồi. Nào, có cái tài lẻ gì thì ấy đi. Có cái tài gì đâu. Ôi bạn ơi. Thế á? Thế bình thường tán gái như nào em? Em chưa yêu ai bao giờ nữa. Thôi, mày đừng có bốc quét. Chết rồi. Thế chết rồi, chưa yêu ai bao giờ. Tớ sẽ dạy bạn yêu. Nó ở cái tập chất. Ôi, quá tuyệt vời luôn. Không có một câu nào thả thính luôn. Cũng không có một cái gì. Nếu bây giờ nhá, em không thả thính lại được đúng không? Thì chị sẽ cho em một cái thử thách như thế này. Em có thể... bạn ấy chắc không bế được ấy nhở?
bế một tí thôi, một tí thôi, một tí thôi, một tí thôi. Nhưng mà sợ bạn đấy không bế được em rồi. Phải bế được. Bây giờ nhá, thử thách đó chính là em cõng này hoặc bế bạn ấy chạy hai vòng ở cái vòng này để xem là thể lực của bạn như thế nào. Hai vòng chị. Hai vòng chỉ cần bước mấy bước là đến mà là hết đấy mà. Bắt đầu nhá. Thế coi như là nó là một cái gì đấy làm quen nhau cho nó thân tình cảm tí nhá. Bắt đầu nhá. Bế hay là cõng đây? Cõng thôi chị ạ. Em cõng nhá. Bế được. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà mày có thể nói nhỏ với chị nhưng mà mày không thể nói trước mặt bạn là em sợ không bế được chứ. Thế bây giờ cõng đi. Cõng kiểu gì thì kiểu. Ôi hay nhỉ. Ngồi lên cổ em. Không, không ngồi lên cổ. Thôi bầu. Chị thử em ngồi lên đâu cũng được. Miễn là ngồi. Sao đây đâu này. Thế nhỉ. Không để bạn ấy nói mất tôi nhỉ. Ngồi xuống. Ngồi như thế sao bạn không dậy được đâu? À thế à? Sao lại sợ bạn ấy không dậy được nhá? Đâu bạn ấy nhìn bé thôi nhưng mà mặt khỏe sao em? Nhưng mà em sợ bạn ấy không dậy được, em ngại lắm chị. À thế à? Ừ thôi, thôi bé đi em. Ừ. Ừ. Nhanh, lên luôn. Nhảy nhá. Nhảy đi. Thề luôn đấy cái đôi này. Một vòng nhá, vừa đi vừa hát. Vừa đi vừa hát em ơi. Vừa đi vừa hát. Mà ai cho nó cong nhanh thế? Em đi từ từ thôi nhưng mà vừa đi vừa hát tình cảm lên xem nào. Nó đi như kiểu vội vội vàng vàng thế. Từ vàng. Hai vòng thôi. Em nhìn sức của bạn này rồi. Làm vòng nữa đi em. Bây giờ mình đổi tư thế cho đỡ mệt. Ô. Bà bảo đổi tư thế cơ mà. Nhìn nó đi thôi mà. Mọi người ạ, nhìn các bạn đi bế nhau thôi mà tôi chẳng biết cả mặt thề. Được rồi. Ok em. Thế nào sao mặt có vẻ tươi vui thế? Bạn khỏe không? Khỏe hơn so với em ý ạ. Đấy, đã bảo rồi, như có con người mà kiểu ở ngoài người ta như thế nhưng mà chưa chắc người ta là thấy như thế, em hiểu không? Đó, cảm nghĩ của em như nào sau khi con mà đi? Không hơi mệt chị ạ. Làm nhiều cái khác mệt hơn còn làm được. Sao lại hơi mệt được nhỉ? Nhưng cái khác nó lại tính kiểu khác. À, thế nó mệt chỗ khác, đúng không? Nhưng có vui không? Vui chị ạ. Bảo vừa đi vừa hát cho nhau nghe em khác không? Không, em chỉ hỏi là mệt chưa? Mệt chưa ạ? Nhưng mà bạn ấy chưa mệt đúng không? Nên bạn vẫn cõng được em thêm vòng nữa làm gì đúng không? Không nhìn em kiểu vừa ấy chứ làm gì mà sợ ấy đâu. Thế bây giờ như này nhá. Thử thách qua loa thôi bởi vì là chương trình này ghép đôi của mình là có 3 phút thôi mọi người ạ. Nên bây giờ vào giai đoạn chính nhá. Giai đoạn chính các em sẽ quay lưng vào với nhau. Và chị sẽ đếm 5 giây. Nếu mà các em có cảm tình nhá, chưa nói là phải là người yêu. Đấy, các em có cảm tình gọi là thích nhau, thích từ cái nhìn đầu tiên hay ấn tượng đối phương một cái gì đấy thì quay lưng lại với nhau. Còn nếu mà không thích hay là không có một ấn tượng gì thì các em có thể đứng im như thế hoặc là rời đi cũng được. Sẵn sàng chưa? Are you ready? Ok chị. Ok, quay lưng lại với nhau nhá. Má, tôi cứ phải xách cái túi. Đi lên em. Đi lên đi em. Lên đây em ơi. Rồi. Gần vào nhau nào, xuất sắc. Ở đấy, tựa vào vai nhau nhá. Bây giờ đếm nhá, bắt đầu nhá mọi người nhá. 5 giây này. 5 quá đấy, chị đã cứ tưởng không quay lại cơ. Còn em như nào, tại sao em bước thêm mấy bước nữa chị cứ tưởng là cứ bước đi là không quay trở lại luôn. Tưởng là hai người cùng bước sau ai quay lại thì quay lại. À
chỉ cần đứng này tôi thích thì quay lại luôn. Đó, như thế thôi. Thế là ấn tượng với nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ gì? Cũng không hẳn là đầu tiên ạ. Bởi vì vừa nãy bạn ấy cong em nên là cảm giác giống như là được thấy trời. Thế còn em, cảm nghĩ của em sau khi quay lại là gì? Cái thằng này nó sa mạc lời quá đấy mọi người ạ. Nuôi không diễn tả được nổi thành lời à? Thế chúng ta cầm tay nhau tí cho bớt run à. Chị thấy có vẻ hai đứa run đấy. Nhờ, nhìn vào mắt nhau một cái ra nào. Gần vào nữa nào. Chị chưa thấy kiểu khoảng cách này nó vẫn kiểu nó cứ bị xa xa ấy nhở. Có gì nhở? Ôm hôn các thứ gì không? Ôm á? Ôm nó phải kiểu gì chứ còn đấy mà ôm truyền thống là tôi đẹp cho ra đâu. Tôi không cho mọi người ra đâu. Ôm phải ôm kiểu gì nhá, kiểu khác cũng bình thường đi nhá. Đấy cho thoải mái đi, ôm đi. Ôm đi, ôm lâu vào, ôm 10 giây vào. Ôm đi. Này còn cái gì nó ngại nữa. Ôm đi. Bế lên một cái đi sao nào, cho hạnh phúc nào. Bế. Bế lên. Thể hiện mình khỏe đi em. Tôi thể hiện chỗ khác đi. Thể hiện chỗ khác. Hôn đi kìa, mọi người bảo hôn đi. 10 giây cơ mà em, hôm nay 5 giây nó còn lâu như thế. Nhìn kiểu các bạn ấy ôm nhau như kiểu là ấy khó chịu. Hôn cả đi. Tôi. Quay lại. Chưa quay được. Nào, hôn nói cả nào. Nào. Ôi. Hôn rồi. Chưa nhìn thấy gì tôi. Bây giờ nhá, cảm nghĩ của em như nào nhỉ? Khi tham gia chương trình này. Em bảo trước đi. Phải đúng một vòng. Chắc là run chị ạ, bây giờ vẫn còn run. Vâng. Tưởng là không ai đi vào với mình đúng không? Ừ. Đi hai vòng mà không thấy ai. Buồn nhỉ? Nhưng mà bây giờ thì như nào? Mất buồn chưa? An ủi một tí. An ủi em một tí. Còn em như nào nhỉ? Như nào là cảm nghĩ mày tham gia chương trình đến như nào, mày hỏi tao, tao hỏi mày. Mày vui. Cầm tay nhau tí cho nó có cái ấy nào đấy, bạn ấy cứ phải như này. Đấy, cầm tay. Ngoài vui ra. Mày vui ra, em chưa nghĩ ra được gì nữa. Quá là buồn luôn ấy. Thế bây giờ hai đứa có định đi chơi không hay là như nào nhỉ? Được rồi, thế nên bây giờ thằng này nó không chủ động thì em chủ động dắt tay nó đi ra ngoài chứ xem nào. Ra luôn, đuổi luôn rồi, xong rồi, đi. Nắm tay đến ra ngoài nhá. Chúng nó nắm tay thế này mọi người ạ. Không hiểu kiểu gì luôn. Thôi đấy, đi chơi đi. Ôm, vào việc chính nhá. Ai, tôi chết rồi. Em ơi. Tôi. Bé ơi, túi này. Chết dở luôn ấy. Đây gọi là kiểu có tình yêu cái vác là quên luôn cả đồ luôn mọi người ạ. Nếu các bạn muốn chính mình là người tham gia thử thách và ghép đôi cùng Dương Thị Bi tại phố đi bộ Hà Nội thì hãy vào group phố đi bộ Hà Nội nhá. Để có thể tham gia thử thách cùng mình này cũng như là ghép đôi chỉ trong 3 phút có được người yêu. Thế nhá, hãy follow kênh của mình cũng như là like này, subscribe này cho FBX Entertainment nha. Hẹn các bạn vào tối thứ 7 hàng tuần. Bye. Chupa pimonha.